7 quy tắc giúp bạn sống khôn ngoan. Kính thưa quý vị, bạn có bao giờ cảm thấy bực mình, khó chịu khi ai đó nói bạn là một người kém cỏi, thiếu hiểu biết hay không? Hạnh phúc hay nỗi buồn mà bạn trải qua hàng ngày phụ thuộc vào cách sống, thái độ của bạn. Những người khôn ngoan chỉ với một ánh mắt đã có thể hiểu được chuyện. Người kém cỏi xe mãi không chịu lắng nghe người khác. Để trở thành con người khôn ngoan, điều mà bạn cần làm là có cho mình những kỹ năng sống, những trải nghiệm, bài học dần trưởng thành. Và dưới đây sẽ là 10 quy tắc giúp bạn sống khôn ngoan hơn mỗi ngày. 1. Đừng quá tin vào lời nói, hãy nhìn vào hành động. Lời nói thực chất là thứ rẻ mặt nhất. Có rất nhiều người lợi dụng nó để lấy niềm tin của bạn, điều khiển bạn. Bạn không nên chỉ tin vào lời nói, những lời thuyết phục đầy ẩn ý, vì chính bạn cũng không biết chắc rằng nó có đúng hay không. Đừng để một câu nói, một lời hứa hẹn vu vơ làm tổn thương chính mình. Luôn quan sát, mở rộng tầm nhìn và có cho mình những chính kiến riêng. Nhìn vào những mục tiêu, những hành động mà họ đã làm để đánh giá. Hãy luôn tỉnh táo trước những lời mổ mè đẹp đẽ, bởi sự chân thành luôn khoác tấm áo mộc mạc. 2. Hãy thử sức và cố làm tới đi. Tỷ phú Richard Branson có một triết lý sống rất sâu sắc. Mặc kệ nó, cứ làm tới đi. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra với một người luôn đứng yên, người mà luôn sợ sai trước một bước đi. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho tới khi bạn hành động. Chờ đợi luôn là rào cản lớn nhất đối với những người bắt đầu khởi nghiệp. Vì bạn còn thiếu kinh nghiệm, còn chưa va vấp cuộc đời, thì lấy đâu mà suy nghĩ. Vì vậy nên, bạn cứ bắt đầu, cứ làm. Sai thì sửa, thất bại là mẹ thành công. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ có thứ mà bạn muốn. Vậy nên khi còn trẻ, chúng ta hãy hành động. 3. Hãy thường xuyên nói lời cảm ơn. Biết ơn sẽ nhận được nhiều hơn. Chỉ với một lời cảm ơn chân thành, bạn đã có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người với nhau. Lời cảm ơn xuất phát từ sự chân thành sẽ làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Nó dường như là món quà nhỏ rất có ý nghĩa trong cuộc sống này. Khi bạn nói lời cảm ơn dù chỉ với một sự giúp đỡ nhỏ, thì chính bạn cũng cảm nhận được niềm vui nhân đôi. Nó dường như còn là thước đo nhân cách của chính bạn. Hãy để lại ấn tượng đẹp cho chính mình và mọi người xung quanh. Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. 4. Đừng chạy theo những lời đồn về bản thân và cố gắng giải thích. Người yêu thương bạn sẽ không vì nghe những lời đồn xấu mà bỏ rơi bạn. Còn người nghĩ xấu về bạn thì cho dù bạn giải thích thế nào, họ cũng không tin. Vậy nên đừng phí hoài thời gian của bạn chạy theo những lời đồn rồi lặng lặng đi giải thích cho từng người. Chắc chắn bạn sẽ buồn, sẽ khó chịu khi nghe những lời đồn không đúng về bản thân. Nhưng hãy cố gắng nhẫn nhịn và bỏ qua nó. Tập trung sống vì chính bản thân bạn, thay vì để ý lời người khác, sẽ mang lại cho bạn sự bình an. Vì bạn không thể thay đổi được bản chất của người khác, mà hãy tập trung vun vén cho cuộc sống của chính mình. 5. Đừng đổ lỗi cho người khác và cũng đừng đổ lỗi cho chính mình. Cho dù bạn đổ lỗi hành động đó về phía ai, thì nó cũng đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Thay vì thế, mỗi khi gặp rắc rối thì bạn hãy ngừng đổ lỗi và bắt đầu tìm cách sửa chữa. Nếu không được, thì hãy tập cách quên và từ bỏ nó để bắt đầu lại. Bạn có rất nhiều thứ để làm hơn là chỉ luẩn quẩn với một mớ bòng bong không sao thoát ra được. Nếu đó là lỗi của bạn, hãy bình tĩnh và chấp nhận nó. Nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa cho lần kế tiếp. Quá khứ chúng ta không thể sửa chữa, nhưng hiện tại và tương lai đang nằm trong chính tay bạn. 6. Hãy luôn đúng giờ, đúng hẹn. Đến sớm 5 phút là tôi đúng giờ, đến đúng giờ đã là muộn, và đã muộn thì không thể chấp nhận được. Những người đúng giờ là người luôn biết sắp xếp một cách hợp lý. Họ biết rõ sự quan trọng về thời gian của mình, cũng như tiết kiệm thời gian cho người khác. Người đúng giờ sẽ ít phải lo lắng, tất bật,
họ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. 7. Hướng tới sự đơn giản. Càng đơn giản, bạn càng đi nhanh và xa. Người Nhật luôn tiên phong, ưu tiên cho lối sống giản đơn. Hãy đơn giản mọi thứ để có cuộc sống vui vẻ, dễ dàng hơn. Bạn hãy bắt đầu bằng cách loại bỏ những điều không cần thiết, những việc làm chậm tiến độ của bản thân. Nhiều người trong chúng ta sử dụng thời gian một cách không hợp lý và luôn cảm thấy bận rộn trước mọi công việc. Bạn cảm thấy hạnh phúc nếu có thể làm chủ thời gian của chính mình. Trên đây là những quy tắc đơn giản giúp cuộc sống của bạn thanh thản hơn mỗi ngày. Bạn có đang áp dụng những điều này cho bản thân mình hay không? Hãy để lại đi. 40 kế hoạch lập nghiệp, nhưng cuối cùng ông chỉ lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp mà ông cho là tốt nhất. Đó chính là kế hoạch SoftBank. Điều này đã đưa tên tuổi của ông vào danh sách các nhà tỷ phú. Trong thời đại thị trường đa dạng hóa ngày một nhanh chóng, chỉ có sự lựa chọn đúng mới có thể mang tới thành công. Walmart Mỹ chỉ lựa chọn ngành tạp hóa bán lẻ. Coca-Cola chỉ kinh doanh nước giải khát. KFC và McDonald's thì chỉ kinh doanh hamburger. Tương tự, các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Panasonic, Sony, Sanyo chỉ chuyên về các dòng sản phẩm điện tử. Bạn muốn lập nghiệp, vậy lựa chọn của bạn là gì? Theo kinh nghiệm phân tích lâu năm về các tỷ phú trên thế giới, thì phần đa tỷ phú có tìm hiểu về cổ phiếu và bất động sản. Trong thực tế, có tới trên 60% người dân Mỹ và Âu Mỹ đầu tư vào cổ phiếu. Đầu cơ cổ phiếu cũng phải biết lựa chọn, ví dụ như chọn lý luận và nguyên tắc đầu tư, lựa chọn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, lựa chọn loại cổ phiếu nào, là đầu tư tổng hợp hay đầu tư chuyên nhất. Hiện nay có khá nhiều người ưa chuộng đầu cơ ngắn hạn, liên tục đầu tư vào rồi lại rút vốn, cũng như thay đổi cổ phiếu liên tục trên thị trường cổ phiếu. Một năm bận rộn có vẻ giống như cao thủ chứng khoán, nhưng kết quả tiền thì chẳng thấy đâu mà lúc nào đầu óc cũng quay cuồng. Đầu cơ cổ phiếu nhất định phải chuyên nhất, cũng giống như chỉ trung thủy với vợ của mình vậy. Có rất ít các tỷ phú trong và ngoài thị trường cổ phiếu là những cao thủ đầu cơ ngắn hạn, đa phần đều là các chuyên gia đầu cơ dài hạn. Tỷ phú Warren Buffett là ví dụ điển hình nhất. Ông nói với chúng tôi rằng, nếu một cổ phiếu mà tôi không muốn nắm giữ nó trong 10 năm, thì tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới chúng. Đừng quá tham lam, mà hãy bỏ những quả trứng vào cùng một giỏ và hãy chỉ quan tâm tới chúng thôi. Hiện nay, có nhiều chuyên gia cổ phiếu chỉ quan tâm vào mấy loại cổ phiếu, thậm chí trong vòng 2-3 năm, họ chỉ